Ok, xin chào mọi người đã quay lại cái clip mình nha. Thì hôm nay là mình đi nhận trống mới các bạn. Trống mới về luôn. Nên mình sẽ test trống mới. Ok các bạn, đây là trống mới các bạn. Mới về luôn. Chút nữa mình sẽ full hàng. Ba cái trống, 5 tóc. Đây là bột quy. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ khui trống nha. Đây là cái trống màu đen các bạn. Mình đặt thêm 3 cái màu đen nữa. Đánh màu đen cho nó ngầu. Đây là vừa được cao. Nhưng mình sẽ test thử trống thế nào nha. Trống này nó tấp nha các bạn. Đặt về đánh trống hội. Ok. Bóc tem thì nó hơi lâu một tí. Hơi bị kỹ nha. Chưa xong thì tiếp tục tắm các bạn nha. Giờ mình sẽ test thử trống nha. Nhẹ nhẹ thôi. Ok. Ok, đây cái cuối cùng rồi bạn. Xong 3 chấm các bạn. Tiếng là ok á. Dùng để chống hội thì ok được. Ngày bữa mình sẽ về đầu lân mới. Và lúc đó mình sẽ tiếp tục quay các bạn nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn cái vlog tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.